khuôn trồng cảnh Phúc Yên, chúng tôi xin giới thiệu cho anh em một mẫu khuôn bát giác đường kính rộng 55 cm, chiều cao là 27 cm. Đây là loại khuôn được làm bằng nhựa ABS, và điều đặc biệt của tất cả các khuôn trồng ABS chúng ta đều biết đến là nó có lòng trong. Đây chính là lòng trong của khuôn trậu đây, rất là dày và chắc chắn. Với dòng khuôn ABS lòng trong này thì cho phép người thợ làm trậu làm rất nhanh, và điều đặc biệt nữa là dù không có kỹ thuật thì chúng ta vẫn có thể làm được một chiếc trậu này rất là đẹp và chuyên nghiệp. Đấy, bây giờ anh em có thể xem kỹ, đây chính là lòng trong. Với bộ khuôn này thì nó gồm có 8 cách với hai hoa văn khác nhau. Trên một miếng này có hai hoa văn khác nhau, và đây có thể quan sát được. Đây chính là một miếng của khuôn chậu, đây gồm 4 miếng như này. Đây chính là hoa văn rất sắc nét. Trong khuôn này gồm có một tấm đáy nữa. Đây, vậy khi mà chúng ta đổ chậu xong thì với thiết kế của tấm đáy này nó cho ta 8 cái chân giả ở cao khoảng 2,5 cm, giúp cho chậu nhìn nó đẹp hơn. Để anh em thể xem kỹ một lượt chiếc khuôn chậu ABS này. Cơ sở chúng tôi đã quay một số video hướng dẫn cách làm chậu cũng như là khuôn chậu ở dòng như ABS này. Cả quy trình sơn rồi pha sơn anh em có thể tham khảo cũng như là theo dõi kênh YouTube của cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên Yên. Cơ sở tôi có địa chỉ tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại và Zalo là 0975338414, website là khuonchậu.com. Cơ sở tôi thì bao cước vận chuyển trên toàn quốc. Anh em nào mua khuôn hoặc là quan tâm đến khuôn chậu cũng như là ngành sản xuất chậu cảnh thì có thể liên hệ theo thông tin của chúng tôi ở địa chỉ trên. Một lần nữa thì cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi đoạn video này. Hy vọng là anh em có thể là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này nếu mà thấy hay, thấy bổ ích, cũng như là giúp cho anh em một điều gì đó, và rất mong là nhận được sự ủng hộ của anh em trong thời gian tới đây.